trên đời này, ngoại trừ gia đình ruột già, tất cả đều là phép thử. Chúng ta đã thử và thất bại, thế thì có gì đâu mà phải đau lòng. Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để ảnh hưởng tới thằng Cú Bon. Chúng mày có thể không có trách nhiệm với bản thân mình, nhưng bố xin, hãy có trách nhiệm với thằng Cú Bon hộ bố. Ôi, cậu làm cái gì đấy? Thay trời hành đạo.